và truyền qua bản tin Việt Nam thưa quý vị những phát biểu kỳ lạ liên quan đến gái đẹp và cọp của lãnh đạo Cộng sản Việt Nam và hồi đầu tuần này ngày 15 tháng riêng thì tại một cái hội nghị tận để tổng kết ngành kế hoạch và đầu tư ông Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc được cho là đã nhấn mạnh là phải cố gắng biến Việt Nam từ một cô gái đẹp trở thành con hổ mới của kinh tế châu Á và cũng tại hội nghị này thì ông Nguyễn Xuân Phúc đã nói những cái câu như sau À, chúng ta được mệnh danh là rừng vàng biển bạc, nhưng tại sao chúng ta còn nghèo như vậy? À, và ông nói tiếp là câu hỏi này cần phải trả lời về Việt Nam có trở thành con hổ được hay không và làm thế nào để làm được con hổ mới của châu Á. À, trong khi đó thì chỉ trước đó mấy ngày thì ông phó chủ tịch quốc hội, ông có tên là Phùng Đức Hiển được cho là cũng đã có một cái phát biểu mà ví von Việt Nam là một cô gái đẹp, tất cả cơ thể, chỗ nào cũng đẹp và ông nói là chúng ta cần lựa chọn những bàn tay tinh túy nhất chứ không phải là ai cũng cho vào à, cho nên lựa chọn nhà đầu tư chiến lược thì phải có tầm vóc à, nhà đầu tư khi bước vào thì phải đem đến điều gì đó đặc biệt à, tạo động lực mạnh mẽ cho đặc khu phát triển à, thưa quý vị và thưa anh các hàng à, nghe những cái câu phát biểu này của các à, vị à, lãnh đạo à, của à, Việt Nam thì với châm thật là không hiểu sao mà họ Uh, ví von hình ảnh của đất nước với uh, gái đẹp uh, Rồi lại uh, những bàn tay tinh túy uh, Nghe sao mà nó trần tục và nó trơ cháo uh, Y như hồi uh, 2010 thì uh, chúng ta nhớ ông chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Chiết Cũng nói là Việt Nam bây giờ là có nhiều gái đẹp lắm uh, Thì uh, nếu mà cần ví von Thì uh, tại sao không dùng hình ảnh một bà mẹ Việt Nam đầy trân trọng đầy yêu kính Uh, nhưng mà cái điều biết châm chú ý hơn cả từ diễn văn của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là ông cũng nói là bộ kế hoạch đầu tư không phải là bộ chia tiền. Ông nói là giám đốc những cơ sở kế hoạch đầu tư trên toàn quốc phải xóa bỏ ngay uh, tư tưởng là nơi chia vốn, ai cũng bù vào mấy đồng bạc thì làm sao phát triển đất nước cho được. Và ông uh, than mấy câu là người ta nói là trình độ Việt Nam hiện nay chỉ trên Lào và Campuchia. chúng ta cần phải có trách nhiệm và biết xấu hổ về điều này thì thưa với anh và thưa quý vị là không lẽ là trong lúc cao hứng thì thủ tướng Phúc đã gọi là tiết lộ bí mật của Đảng và nhà nước để mà thú nhận là những viên chức cộng sản Việt Nam là một gọi là một đám ruồi nhặng bu tiền và và chia tiền và đó cũng chính là nguyên nhân mà mặc dù việt nam được thiên nhiên rất là ưu đãi trên thì rừng vàng biển bạc dưới thì tài nguyên đầy ắp mà chỉ có hơn 40 năm dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước thì rừng cũng bị đốn sạch biển cũng đem dâng rồi tài nguyên thì nạo sạch À, đem bán và cuối cùng thì những cô gái đẹp Việt Nam cũng phải bôn ba nơi xứ người để mà làm dâu à, trở thành những cái món như là những cái món hàng để đem bán cho những người đàn ông ở những cái nước à, à, châu Á mà có nhu cầu lấy vợ thì anh Cát Hành nghĩ sao về những cái phát biểu kỳ lạ của những ông lãnh đạo đỉnh cao trí tuệ thưa anh? Vâng, ông Thủ tướng ông nói nhiều cái câu mà hình như là ông không biết vì vì tình hình đất nước. Cái chuyện mà việc tiền vàng, gọi là rừng vàng, biển bạc là cái chuyện cổ tích của Việt Nam rồi. Bây giờ rừng vàng thì đã bị lâm tặc và cấu kết với lại chính quyền đốn, đốn sạch hết rồi mà biển bạc thì bây giờ đã bị môi trường độc hại nó đầu độc thành ra người dân người ngư dân của Việt Nam đã phải đi đánh bắt trộm ở các quốc gia khác và bị bắt thường xuyên mà chúng ta đã thấy đây thì bây giờ ông còn hỏi là tại sao mà rừng vàng biển bạc mà không vẫn không 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 giàu lên được thì là một cái câu hỏi thiệt nó hình như nó, nó nó lỗi thời quá và trở lại với những cái câu tuyên bố khác thì như bích trâm nói đó, trước đây đó, ông chủ tịch nhà nước nguyễn minh chiết khi mà kêu gọi đầu tư và quốc tế của quốc tế và gọi là kêu gọi những khách du lịch quốc tế thì không còn cái câu nào ông, ông lại đem khoe khoang là việt nam nhiều gái đẹp lắm mà tôi không hiểu tại sao là cái, cái lời khoe khoang như thế đã làm cho rất là nhiều người việt nam đứng đắn người ta nhăn mặt bởi vì khoe khoang như thế thì người, nó gợi ra cái hình ảnh là những cái người dắt nối ở những quán bia ôm luôn luôn chào mời khách rằng là trong cái quán của tôi thì nhiều tiếp viên trẻ và đẹp lắm đấy tưởng rằng là chúng ta tưởng rằng những cái 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 cái, cái lời khoe khoang phát biểu như thế đã bị chỉ trích một thời thì nó có thể làm gương cho, các lãnh đạo khác rút ra kinh nghiệm mà tránh không ngờ là ông phó chủ tịch quốc hội hiện, ngày hôm nay lại còn khai thác cái hình ảnh phụ nữ nó còn bạo tàn hơn nữa sau khi phí cái đất nước Việt Nam đưa một cái cô gái gọi là đẹp toàn thân thì ông lại cảnh cáo ông nói là đừng để cho những cái bàn tay dơ bản đụng tới mà phải là những bàn tay tinh khôi tinh túy thì 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 mới được đụng thì tôi tôi có quá sức là nó, nó là lạ lùng cái ngôn ngữ của ông ấy, phải nói là không khác thì Marco đứng đường rồi ừ. mà cái điều này khi mà con gái phụ nữ đẹp của Việt Nam mà nghe thì chắc 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 là, là họ mà hổ thẹn lắm đây ừ. tại sao là, là cái, con gái Việt Nam là chỉ giống như là chỉ có sắc đẹp và chỉ chờ chờ đến những bàn tay tinh khôi của đại gia thì mới mới khấm khá hay sao không còn đầu óc không còn cái cách làm việc nào khác nữa hay sao chúng ta nhớ cái hồi xưa đó cái ông thủ tướng lừng danh của Singapore là ông Lý Quang Diệu trong cái thời mà Việt Nam cộng hòa ông tới về, về miền Nam Việt Nam ông thăm ông đã thán phục trước cái sự phát triển của, rất là nhanh chóng của Việt Nam cộng hòa và ông đã đưa ra một cái tiên đoán rằng là Việt Nam có đầy đủ tài nguyên con người địa lý chính trị để mà trở thành một cái con hộ của Châu Á mà chúng ta, ông không ngờ một điều là đã có cái chuyện là cái ác nó thắng ra thiện. À, cái ngu dốt nó thắng cái văn minh để là ngày hôm nay suốt năm sáu năm nay từ ngày ông nó đưa ra cái tiên đoán đó, Việt Nam không bao giờ trở thành quân hổ mà Việt Nam cứ là một cái người phụ nữ mà bây giờ họ gọi là phụ nữ đẹp nhưng mà khốn khổ thay là cái phụ nữ đẹp này lại chưa có cái bàn tay tinh khôi nào đụng thì đã có bàn tay lông lá và tham nhũng của Đảng Cộng sản nó, 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 nó vầy bò thành ra bây giờ cái nhàn sắc của phụ nữ Việt Nam đã xuống cấp từng ngày như chúng ta đã thấy trước mắt sau đây kính mời quý vị theo dõi những thông tin về những cơ sở bảo trợ cho sài gòn tv chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát